Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, cũng như những lời khai thị của tổ sư Liên Trì, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật từ lâu, trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi tha thiết, lòng cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quang, hiện hình trong chính giới, trong mười phương vô lượng thế giới, tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Phẩm Phổ Môn nói, nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Tuy là mười phương thế giới không cõi nào chẳng hiện thân, nhưng đối với thế giới ta bà, nhân duyên rất sâu. Tuy những thân trong mười pháp giới không thân nào chẳng hiện, nhưng người đời thường gọi Ngài là Bồ Tát. Tuy những chỗ Ngài ứng hóa trọn khắp hoàng vũ, nhưng Phổ Đà Sơn tại Chiết Giang là nơi rõ ràng nhất. Ấn Quang được hưởng ân thật lớn, đội ân thật sâu. Thoạt đầu xuất gia tại Nam Ngũ Đài Sơn tại Thiểm Tây, tức là đạo tràng nơi Đức Quán Âm hiện thân, hàng phục rồng độc. Tiếp đó, sống nhờ ở Phổ Đà trong biển Nam, chính là thánh địa nơi thiện tài đi về Nam tham học với Đức Quán Âm. Thường nghĩ người đời chẳng biết lòng từ sâu xa, lòng bi rộng lớn của Bồ Tát, mượn sưu tập từ Đại Tạng và các sách vở, phàm những hạnh nguyện nơi bổn địa của Bồ Tát và những sự tích Bồ Tát cảm ứng nơi phương này, soạn thành bài văn ca tụng, lại còn chú thích tường tận, để những người cùng hàng trong cõi đời đều biết tấm lòng đại từ bi của Ngài Quán Âm, cũng như thật sự thật lý, tùy loại hiện hình, tầm thanh cứu khổ. Ngõ hầu ai nấy sẽ đều cùng trì thánh hiệu, cùng tiêu nghiệp chướng, cùng tăng phước huệ. Khi sống thì làm người thân tâm thanh tịnh, thác sẽ dự vào hội của Liên Trì hại chúng, dùng những điều này để uống nắng lòng người, vãn hồi kiếp vận, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên trình bày về việc quyên mộ in cuốn Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng năm 1925. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, cho nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan, về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liệu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vặn nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tùy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên Quang đi chỗ khác, nhưng Quang nghĩ sống chết có mạng, so với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế nhất loạt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi, để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham năm 1937. Nếu chuyên niệm Phật chẳng trì chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là trợ hành cho pháp môn tịnh độ ư. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý. Nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật.
Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa, kim niệm Quán Âm há có lẽ nào chẳng được. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy năm 1937. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy, bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch, có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc Bắc, thuốc Tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sanh mạng. Ăn chay, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y năm 1938. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ăn ái, thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói, bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ lâu lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao tro hương Đại Bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú Đại Bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Câu chuyện niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi và niệm Phật được vãng sanh, trích trong Long Thơ Tịnh Độ Văn. Triều nhà Tống, vợ của Lữ Hoàng Đô, quán viên ngoại, tên là Ngô Thị. Hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt Phật lý. Ngô Thị thờ Quán Thế Âm Bồ Tát rất thành kính, hằng ngày đều chuyên tâm lễ Phật, niệm Phật nên có được nhiều linh cảm. Trong tịnh thất của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành, bà dùng tịnh thủy rót đầy trong ấy, tay cầm cành dương liễu trì tụng chú Đại Bi vào ấy. Khi thực hành như vậy thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát phóng quang minh vào trong bình. Bệnh nhân ở các nơi đến xin nước ấy uống đều được thuyên giảm bệnh tình.
Nước tụng chú đã nhiều năm vẫn không hư, vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng giá. Do vậy mà nhiều người còn gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Bà có hai người thị nữ cũng theo tu tịnh nghiệp. Một trong hai người này rất nghiêm trì tịnh giới, chuyên tu khổ hạnh. Có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tịnh thủy của Quán Âm Viện Quân trì chú mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A-di-đà cùng chư Bồ-Tát Thượng Thiện Nhân ở Cực Lạc hiện ở trước mắt. Mãi như vậy trải qua trong suốt thời gian một năm, đến ngày cuối cùng cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. Số 2. Tổ sư Liên Trì khai thị về phóng sanh. Trong bài Giới Sát Văn, bài văn khuyên kiên giết của Liên Trì Đại Sư đời nhà Minh có đoạn: từng nghe thế gian coi trọng sanh mạng nhất, điều thê thảm nhất trong thiên hạ là giết hại tổn thương. Do vậy động vật hãy sắp bị bắt giữ, ắt rạo chạy, rặng rẹp còn biết tránh né cái chết. Trời sắp mưa sẽ di tản, dế kiến còn tham sống. Huống chi lưỡi dân trong núi, chài quăng nơi vực, kẻ săn bắt lắm cách che giấu hồng bắt lấy. Móc câu cong mũi tên thẳng, trăm kế vây bủa, khiến cho loài vật vỡ mật tan hồn, mẹ con ly tán, hoặc giam cầm trong lòng, trong cam, giống như ở trong tù, hoặc bị đao chặt giống như bị lâm vào cảnh chém giết. Ai nấy đều yêu mạng, muôn vật tham sống, sao lại sát hại thân thể chúng nó để thỏa thích miệng bụng ta, hoặc là dao bén mổ bụng, hoặc đao nhọn chọc tim, hoặc lột da lấp vẫy, hoặc cắt hồng chẻ mai, hoặc luộc xôi nướng sống ba ba lương, hoặc dùng muối rượu để muối tươi cua tôm. Đáng thương thay, đau thảm thiết khôn nổi giải bày, khổ cùng cực không bề chịu đựng, tạo ác nghiệp ngập trời, kết thành mối oán cù sâu đậm muôn đời. Một mai vô thường liền đọa địa ngục, vạc xôi lò than rừng gươm núi đao. Khi thọ tội xong còn làm súc sanh, oán oán báo thù, mạng mạng đền bồi, hết nợ, được làm người lắm bệnh chết yểu. Tội này đau xót thưa cùng người đời, khuyên khắp mọi người chớ giết, càng nên tùy sức phóng sanh, lại còn trì niệm danh hiệu Phật, không chỉ là phước đức tăng cao, ắt còn tùy nguyện vãng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, công đức vô lượng. Xin nguyện khắp mọi người hãy thấy những con vật, hãy phát tâm từ bi, bỏ ra tiền tài chẳng kiên cố, để làm chuyện thuận lợi hoặc là tạo ân giúp đỡ nhiều mạng, tích lũy âm công to tát. Nếu ban ơn cho một con trùng, có lẽ nào cũng chẳng phải là một việc thiện ư. Nếu tháng ngày tích lũy tăng dần, thực hiện rộng rãi, phước sẽ cao vòi vòi, lòng từ đầy ấp nhân gian, tiếng thông thấu cõi trời, dẹp sạch lào oán chướng, nhiều phước đức sẽ tụ tập trong kiếp này, vung bồi chất chứa thiện căn, những điều may mắn lan sang đời khác. Nếu lại còn giúp những con vật mắc cạn ấy xưng niệm Phật hiệu và tụng kinh văn, vì chúng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, khiến cho chúng được vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo, ôm tấm lòng càng to, gieo bồi đức càng sâu, đạo nghiệp nhờ đó mà chóng thành, sẽ sanh về phẩm vị thù thắng nơi đài sen. Liên Trì Đại Sư cũng bảo, con người đối với cảnh giới tài sắc danh lợi trong thế gian, tôi dùng tỷ dụ để nói rõ, có một đống lửa ở nơi đây, năm món vật ở bên cạnh, một là như cỏ khô, hễ vừa chạm đến sẽ cháy ngay, hai là như gỗ, hễ quạt lửa vào đó sẽ cháy, ba là như sắt, không thể cháy được nhưng có thể bị nung chảy. Bốn là như nước, không chỉ là chẳng cháy, ngược lại còn có thể dập lửa, đổ vào trong nồi niêu còn có thể bốc hơi. Năm là như hư không, thiêu đốt bất cứ cách nào, thể của nó vẫn như như, mà cũng chẳng cần diệt, hành tướng sẽ tự diệt, để bình tâm hãy nên quán như thế. Liên Trì Đại Sư, Ngài cũng khai thị, thế tục hứa nguyện như các chuyện cầu có con, cầu thọ, cầu giải nguy, cầu công danh, cầu tài lộc vân vân,
Cho nên hứa nguyện mổ giết những con vật để đáp tạ, đó gọi là ác nguyện, tạo oan nghiệt, chẳng có công hiệu gì. Cho đến hứa may áo bào cho thần tượng, hứa may phan, hứa tạo điện phủ, hứa dâng cúng đồ thờ đều cho nên. Chỉ nên cốt sao giữ tấm lòng trang nghiêm Phật Pháp, nguyện cho khắp chúng sanh thâu nhiếp cái tâm kính sợ, cho nên có lòng cầu phước. Ấy là vì đại bi bình đẳng thì gọi là Phật, chánh trực chẳng thiên vị là thần. Nếu ai chỉ có lòng riêng tư cầu phước, ha có lẽ nào trời đất quỷ thần vì được hối lộ mà giáng điều các tường hay chăng? Dựa theo lý để luận định, chỉ cốt yếu là chính mình trọn hết tấm lòng, rộng hành các điều thiện, trung hiếu hòa thuận, thương người nghèo, mến người già, giúp người gặp tai nạn, giúp đỡ kẻ khổ, kiên giết phóng sanh, làm các thứ âm chất, mọi điều phương tiện tùy theo khả năng, tận hết sức nỗ lực thực hiện. Do công năng của điều thiện cảm vời, tự nhiên phước sẽ giáng xuống. Nếu chẳng làm lành, chỉ sanh lòng cầu nguyện mong mỏi, đó chính là hoài bão hèn tệ, là chuyện bỉ ổi khinh nhờn thần minh. Bảo khắp người đời hãy nên dốc lòng tin tưởng lời ấy. Những câu chuyện ác báo sát sanh trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Đời đường hứa nghiệm sống bằng nghề bán cá, bỗng thân thể đỏ như lửa, đau đớn như bị nung nấu. Ông ta tự nói chỉ thấy xe bốc lửa vây quanh thân, lại còn có cả vạn con cá rỉa khoét thịt ông ta. Có người khuyên ông ta hãy làm công đức, ông ta bèn tạo hai bức tượng Quán Âm, thề đổi nghề, cả nhà chẳng dùng rượu thịt, bèn lành bệnh. Người họ Mã ở Hàng Châu bán ngỗng quay, người ta gọi hắn là Mã Lạng Đầu, nổi tiếng nhất. Về sau dưới hông hắn bị ghẻ độc, thịt rửa nát tận xương, miệng luôn phát ra tiếng như tiếng ngỗng kêu, hai tay đút vào nước sôi sùng sục thì mới dễ chịu. Da thịt bị tróc sạch, nghiễm nhiên trông giống như chân ngỗng. Ở Giang Bắc có một người bắn một con nhạn trống, đem giết rồi nấu. Con nhạn mái bay quẩn quanh nhìn, chẳng bỏ đi. Người ấy vừa mở nắp nồi, con nhạn mái bèn lao vào, chịu nấu chín chung. Người vùng Giang Bắc xót thương, bèn chẳng ăn nhạn. Danh sĩ Nguyên Hảo Vấn đem chôn hai con nhạn, đặt tên nơi ấy là Nhạn Khâu, Gò Nhạn. Người bắn nhạn sau đó liền chết. Đời Tống, một người dân ở thành phố Bà Dương tên là Giang Ất, sống bằng nghề bắn cá. Ông ta đã từng mua một con rùa lớn, nặng 100 cân để ở trong nhà. Ban đêm, ông ta nghe tiếng rên rỉ hết sức bi ai. Nhìn xem thì ra là tiếng rên của con rùa. Giang Ất tức giận, cầm gậy đập nó. Ông cụ hàng xóm nghe được, khuyên Giang Ất đem thả. Hắn không nghe. Hôm sau, ông cụ liền quyên tiền mọi người, muốn mua lại đúng giá trị. Giang Ất kiên quyết không chịu bán con rùa, rốt cuộc giết chết nó. Về sau, hắn mắc tội, bị tống giam, phạt trường, vợ chồng đều chết đói. Hoài Cảnh Nguyên ở tiền đường thích nấu ba ba. Trước hết, hắn lấy dao chặt đầu cho nó tuôn máu. Nó làm như thế sẽ giữ được vị ngon trọn vẹn. Về sau, hắn nổi lao hạch ở cổ, thịt rửa nát, đứt đầu mà chết. Nam Mô A Di Đà Phật.